Sau hơn một năm triển khai, đến thời điểm này, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng huyện Thanh Sơn đã hoàn thành việc kiểm đếm bồi thường giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Thắng Sơn và đang tiến hành chi trả cho các hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Gia đình ông Trần Văn Mười ở khu giếng ống xã Thắng Sơn là một trong hơn 100 hộ nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng để thực hiện cụm công nghiệp Thắng Sơn. Sau khi được Ủy ban Nhân dân xã và Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng huyện vận động, gia đình ông đã đồng thuận nhận tiền và bàn giao gần 1.500 m² đất thổ cư, đất rừng và đất nông nghiệp để huyện Thanh Sơn triển khai dự án. Gia đình tôi cũng được Hội đồng Đền bù đến để trao trả tiền, thì tôi cũng rất vui vẻ để nhường lại đất cho cụm công nghiệp. Gia đình cũng mong muốn là sau cụm công nghiệp mà cũng nhanh được phát triển và tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi, nghĩa là toàn thể cho bà con đây có công ăn việc làm, được cho được no ấm đầy đủ. Dự án cụm công nghiệp Thắng Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng diện tích hơn 20 hectare. Đến nay, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng của huyện Thanh Sơn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thắng Sơn hoàn thành việc kê khai, kiểm đếm đất đai và vật kiến trúc của các hộ trong diện phải thu hồi đất. Ủy ban Nhân dân huyện đã phê duyệt phương án bồi thường với tổng diện tích gần 10 hectare, bằng 50% diện tích dự án với số tiền đền bù là hơn 6,1 tỷ đồng. Hội đồng đã chi trả hơn 3,7 tỷ đồng cho các hộ dân với diện tích là hơn 8,3 hectare. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chuyển mục đích và giao đất để triển khai cụm công nghiệp với diện tích hơn 7,1 hectare. Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Hội đồng Đền bù Giải phóng Mặt bằng của huyện đã làm tốt cái công tác kiểm đếm, lập phương án đền bù cho các hộ và đã được niêm yết công khai. Thì hiện nay thì có trên 50 hộ đã được đồng ý với cái phương án của Hội đồng Đền bù Giải phóng Mặt bằng huyện. Trong thời gian tới, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng huyện Thanh Sơn và Ủy ban Nhân dân xã Thắng Sơn tiếp tục vận động để người dân đồng thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho dự án. Huyện Thanh Sơn cũng tiếp tục đôn đốc tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết, sớm khởi công và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Thắng Sơn để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.